Dạ em Minh Đức chào cả nhà nhé. Em là Minh Đức giáo Phúc Sinh Cao Bằng của Sườn Thầy Lương Công. Địa chỉ của Sườn Thầy nhà em ở bản Tắc Rằng Phúc Sinh, Quảng Hòa, Cao Bằng ạ. Trong clip hôm nay thì em sẽ giới thiệu đến cho cả nhà mình tổng 22 con dao. Ở đây thì có một số con các bác có thể sử dụng trong nhà bếp hoặc là kiêm luôn cả việc đi rừng cũng được nhé. Hôm nay em có lên tổng 22 con dao này. Trong đó thì có cả nhíp xe ô tô, có cả thép trắng không rỉ này, có bản đen này, có bản đánh chống dính này, có cán tra, có cả cán ốp, và em có lên một con là con cán tông cả nhà nhé. Dao này là dao nhà em hoàn toàn rèn thủ công cả nhà nhé. Kích thước em báo thì sẽ có sự sai số một chút, bởi vì dao nhà em rèn thủ công mà, nên là kích thước cân nặng và độ dài của con dao thì sẽ có sự sai số một chút chút ít. Các hàng của nhà em thì các bác mua thì các bác cứ yên tâm nhé. Hàng của nhà em thì có bảo hành ạ, miễn phí sửa đổi trong quá trình sử dụng. Khi các bác mua hàng thì các bác sẽ được kiểm tra hàng trước khi thanh toán này, đúng mẫu đúng sản phẩm thì các bác mới phải thanh toán với bưu tá, mà không đúng thì các bác có thể hoàn trả lại em nhé. Còn bây giờ thì em sẽ đi vào giới thiệu lần lượt từng con hàng một, về kích thước, về cân nặng và cũng như công dụng của từng con dao nhé. Em mời cả nhà mình cùng em xem chọn dao ạ. Vâng, còn giá thì em báo trên các sản phẩm thì đã bao gồm phí ship rồi cả nhà nhé. Cả nhà chỉ cần thanh toán tiền hàng thôi, phí ship thì em đã chịu hết rồi ạ. Các bác mua từ một sản phẩm cũng được miễn phí ship. Các bác mua từ 2, 3 hoặc 4 sản phẩm thì các bác sẽ được chiết khấu giảm giá. Em sẽ đi vào giới thiệu lần lượt từng con một này. Đầu tiên là con dao Palang. Con này các bác có thể sử đi rừng được này, hay là sử trong nhà bếp cũng được này. Kích thước lưỡi dài 30, bản hộp khoảng 7 ạ. Chỗ rộng nhất này cả nhà nhé. Ở trên sống dao thì có một cái lỗ này, ở dưới này, ở cái chắn này cũng có một cái lỗ để cả nhà mình có thể treo dao này. Sống dao dày cỡ 5 ly, thân dao được đánh trống dính cả hai bên ạ. Và một bên được đóng logo của sự thể nhà em này, chữ TN này, cán dài 14 ạ. Được tán 4 đinh chốt và một lỗ xỏ dây. Cán gỗ cẩm chỉ, cái này mình sử dụng để chặt xương, chặt cây, chặt cành này, chặt tất cả các loại xương cả nhà nhé. Cây này nặng vào khoảng 850 đến 900 gram. Vâng, cỡ khoảng đấy do là rèn thủ công mà cả nhà. Giá 500.000 đồng ạ. Em sang con số 2 cũng là dòng dao chặt này. Dòng dao chopper. Cây này lưỡi dài 20 năm, bản hộp khoảng 6 đến 6,5 ạ. Thân dao được đánh chống dính hai bên. Dòng dao dày cỡ 6 ly. Cán dài 14 được tán chốt 3 đinh đồng ạ. Cái này mình cũng sử dụng để chặt xương, chặt tất cả các loại xương được cả nhà nhé. Nặng 850 đến 900 gram. Giá 450.000 đồng ạ. Em sang con số 3 này, cũng là một dòng dao chuyên chặt xương. Con dao tông. Gọi là tông đi rừng, nhưng mà cả nhà mình sử dụng cho nhà bếp cũng rất là ok cả nhà nhé. Lưỡi dài 30, bản hộp khoảng 6 đến 6,5 này. Thân dao được đánh chống dính cả hai bên này. Sống dày cỡ 6 ly, cán dài 14 được tán chốt 2 đinh đồng ạ. Khâu đồng và có lỗ sọ dây cả nhà nhé. Cây này nặng vào khoảng 850 đến 900 gram. Giá là 400.000 đồng nhé. Em sang con dao bếp ở vị trí số 4 này, dòng dao chuyên chặt xương này. Cây này là bản mũi chéo ạ. Cây này lưỡi dài vào 25 cm, bản rộng của con dao 8 khoảng 8,5 cả nhà nhé. Sống dao dày cỡ 5 ly. Một bên được đánh chống dính và một bên được mài nhám này. Trên thân dao có được khoan 3 cái lỗ này. Cán dài 13 được tán chốt 2 đinh đồng ạ. Dòng dao chuyên chặt xương, chuyên chặt tất cả các loại xương to, xương ống này, chân giò đều chặt ok hết cả nhà nhé. Giá là 320 ạ. Em sang con số 5 cũng là một con dao chặt xương, nhưng mà con này là con bản vuông này, bản đen truyền thống ạ. Lưỡi dài 20 năm, bản hộp cũng khoảng 8,5. Cân nặng công năng thì cũng tương tự như con số 4 cả nhà nhé. Cả hai bên đều được để đen này. Thân dao cũng được đóng một logo của sữa trẻ nhà em này, chữ TN ạ. Cái này cũng có giá là 320.000 đồng ạ. Bây giờ em sẽ đi giới thiệu đến các dòng dao chuyên chặt gà, chặt vịt, vừa chặt vừa thái cả nhà nhé.
Đầu tiên là con dao số 6 này. Con dao số 6 là một con dao pha luông, chuyên chặt gà, chặt vịt ạ. Đây ạ. Cái này lưỡi dài vào 22 cm cả nhà nhá. Lưỡi dài vào 22, bản hậu khoảng 9,5 này. Một bên được đánh trồng dính và một bên được mài nhám ạ. Ván dài 13, được tán 2 đinh đồng. Có khâu đồng ạ. Giống dao dày cỡ 3 ly, chuyên chặt gà, chặt vịt, chặt sườn này. Phần mũi này mình có thể khoét lọc này. Đây, rất là tiện cả nhà nhá. Giá của con dao này là 320.000 đồng ạ. Dao chặt gà chặt vịt 320.000 đồng cả nhà nhá. Nếu mà cả nhà muốn lấy một con dao dáng phan luôn nhưng mà chuyên chặt xương thì giá sẽ là 350.000 đồng ạ. Bản to nên là sẽ có giá cao hơn một chút xíu xíu này. Dao thái thì sẽ là 300 ạ. Còn con chặt gà vịt này sẽ giá là 320.000 đồng ạ. Em sang con dao chặt gà vịt ở vị trí số 8 này. Cây này là bản mũi chéo ạ. Lưỡi dài vào 23, bản hậu khoảng 8,3 ạ. Một bên được đánh trồng dính và một bên cũng được mài nhám này. Cán dài 13, được tán chốt 2 đinh đồng và một cái khâu đồng ở đây này. Đây ạ. Cây này mình sử dụng để chặt gà, chặt vịt này, chặt sườn này, băm này. Cây này nặng cỡ 550-650g cả nhà nhé. Giá 300.000 đồng ạ. 300.000 đồng ở con dao chặt gà vịt vị trí số 7 ạ. Con số 8 thì cũng vậy. Con dao số 8 này cũng là dao chặt gà chặt vịt này. Mình có thể sử dụng để băm này. Cái này là bản vuông truyền thống này. Giá cũng thế cả nhà nhá. 300.000 đồng bao ship ạ. Ở trên sống dao có một, ở trên thân dao cũng có được khoan một cái lỗ để mình treo dao này. Đây, một bên trồng dính, một bên mài nhám ạ. Cán gỗ cẩm chỉ cả nhà nhá. Em sang con số 9 này, cũng là một con dao chuyên chặt gà chặt vịt, nhưng mà con này là con dao cán tông ạ. Cán quấn cả nhà nhá. Kích thước lưỡi và cân nặng cũng tương tự như con số 8 mà con số 9 ạ. Lưỡi 23, bản hậu khoảng 8,3, sống dày cỡ 3 ly ạ. Cái này cái cán tông này, nhà em là hàn đồng cả nhà nhá, hàn kiệu cháy đồng cả nhà. Đây ạ. Cái này cũng nặng vào khoảng 550-650g, chuyên chặt gà, chặt vịt này, chặt sườn này, băm này. Cái này giá là 180.000 đồng ạ. Do là dao cán tông nên là sẽ rẻ hơn, bởi vì nguyên vật liệu thì cái cán thì nhà em thì làm liền luôn cả thép ấy, nên là không phải đóng cán hay không phải mua cán, nhập cán về làm cán, nên là giá nó sẽ rẻ hơn. Còn lưỡi thì chất lượng của lưỡi thì ngang nhau cả nhà nhá. Vẫn là chất thép đấy, vẫn là kỹ thuật rèn, kiểu kỹ thuật rèn đấy ạ. Giá 180.000 đồng ạ, dao chặt gà chặt vịt nhé. Nếu là một con dao chặt xương cán tông thì giá sẽ là 200, còn dao chuyên thái thì giá sẽ là 160.000 đồng. Là một con dao thái cán quấn này nhá. Tiếp theo em sang con số 10, cũng là một con dao chặt gà vịt này, nhưng mà coi cây này rèn từ cũng là rèn từ nhíp xe ô tô, nhưng mà cán là cán nghiến cả nhà nhá. Cái này lưỡi dài vào khoảng 20, bản hậu khoảng 8,5. Giống dao dày 4 ly ạ. Mình chuyên chặt gà chặt vịt, cái này mình chặt xương được này. Dày cỡ 4 ly mà, cán là cán nghiến ạ. Khâu là khâu inox, chốt là chốt cũng là chốt là nhôm cao cấp của nhà nhá. Giá của con dao này là 250.000 đồng ạ. Do là cái cán này em nhập thì nó rẻ hơn cái cán gỗ cẩm chỉ, nên là em sẽ để cái giá thấp hơn ạ. 250.000 đồng ở con dao chặt gà chặt vịt, chặt luôn cả xương ở vị trí số 10 nhá. Còn tiếp theo em sang hai dáng đầy ba ở vị trí số 10. Ở vị trí số 11 với số 12 này. Một cây đầu tiên là nền từ thép trắng không rỉ ạ. Đang lưỡi dài vào 22, bản rộng khoảng 5,5-6 này. Chỗ rộng nhất này cả nhà nhá. Sống dao dày cỡ 5 ly ạ. Trên thân dao cũng đọc logo của xưởng rèn nhà em này. Cái này mình sử dụng để chặt gà, chặt vịt này, chặt sườn hay lọc này. Giá của con dao này là 350.000 đồng ạ. Còn nếu là thép nhíp xe ô tô ở vị trí số 12, kích thước cũng như vậy cả nhà nhá. Lưỡi dài cũng vậy, thân dao cũng được đánh trồng dính cả hai bên. Cái này thép nhíp xe ô tô, độ dày sẽ đạt tới khoảng 8-9 ly. Mỏng dần về mũi. Cái này mình sử dụng để chặt gà, chặt vịt, chặt sườn này, lọc này, chặt cá này. Giá là 300.000 đồng cả nhà ơi. Nhíp xe sẽ rẻ hơn ạ.
Dạ em xin lỗi nhá, 320.000 đồng ạ. 320.000 đồng cả nhà nhá. 320.000 đồng ở vị trí số 12 này, còn con số 11 giá là 350.000 đồng ạ. Em sang con số 13 này là một con dao chuyên thái ạ. Còn lại là toàn dòng chuyên thái thôi. Cái này lưỡi dài vào 21 bản học khoảng 7 này. Một bên được đài chống dính mà một bên được mái nhám này. Cái này mình sử dụng để chuyên thái, thái thịt, thái rau, thái củ quả này. Cái này dày cỡ 1,5 ly, giá là 280 ạ. Em sang con số 14 cũng là một con dao rèn từ thớt trắng không gỉ. Cái này lưỡi dài vào 25 cm ạ. Sống dao dày dày cỡ 2,5 ly, bản rộng khoảng 6 ạ. Cái này mình sử dụng để có thể chặt gà chặt vịt được này. Đây. Cán dài 12, 13 lại được tán cướp 2 đinh đồng và có khâu đồng này. Giá của con dao này là 350.000 đồng ạ. Hàng từ thép 440C cả nhà nhé. Thép này trong quá trình sử dụng thì mình không lo bị han rỉ, nhưng mà về độ cứng, độ sắc bén thì không bằng nhíp xe. Có nhíp xe thì dễ han rỉ, nhưng mà chất lượng của nó chất lượng tốt hơn cái thép trắng không rỉ ạ, nhưng mà dễ bị rỉ. Trong quá trình sử dụng mình nhớ là bảo quản dầu thường xuyên thì sẽ không lo bị han rỉ cả nhà nhé. Em sang con số 15 là con dao đề ba thái ạ. Cây này lưỡi cũng dài vào khoảng 22 cm, bàn học khoảng 6 này, 6 đến 6,5 ạ. Số dao dày cỡ 1,5 ly, dòng dao chuyên thái ạ. Mình chỉ sử dụng để cắt thái lọc này, thái thịt này, thái rau, thái củ quả này. Đây con dao thái này đang có giá là 300.000 đồng cả nhà nhá. Nếu là nhíp xe sẽ là 280 ạ. Thép trắng không thì đắt hơn một chút xíu. Em sang con số 16 là một cũng là một con dao thái này. Dao thái cán ốp ạ. Cái dao thái ở vị trí số 16 này. Cây này lưỡi dài vào 22 cm, bản rộng khoảng 5,5 này. Chỗ rộng nhất này cả nhà nhá, 5,5 đến 6, cỡ 5,5 gì đấy. Do đây thành độ công nên là kích thước em báo thì sẽ có chút chút sự sai số ạ. Cái này dày cỡ 2 ly rưỡi ạ, mình sử dụng để thái này. Đập hành đập tỏi cũng được cả nhà nhá. Cán dài 13 được tán chốt 3 đinh đồng ạ. Cán ốp phun tang thế. Giá của con dao này là 300.000 đồng ạ. Vâng, 300.000 đồng ở con dao ở vị trí số 16 của nhà nhá. Đây những cái dòng đây là những cái dòng mẫu bạn thiết kế này rất là đẹp. Những cái dòng này thì mấy hôm nay thì nhà em bán rất là chạy này. Em sang con số 17 cũng là rèn từ thép trắng không rỉ này. Cái này là con dao bầu lọc cán ốp ạ. Lưỡi dài vào khoảng 16 cm ở nhà nhá, bản rộng khoảng 6,5 này. Sống dao dày cỡ 2 ly. Cỡ 2 ly gì đấy. Cái này mình sử dụng để cắt thái lọc này. Giá của con dao này là 300.000 đồng ạ. Con bầu lọc nhá. Em sang tiếp con số 18 cũng là một con dao bầu, nhưng mà con đấy rèn từ nhíp xe ô tô đánh chống dính hai bên ạ. Cái này kích thước cũng tương tự như cây số 13 nhá, công năng thì cũng vậy này. Cây này rèn đến nhíp xe ô tô đánh chống dính cả hai bên ạ. Một bên được đánh chống dính và một bên được mài nhám này. Cán dài 13 được tán chốt 3 đinh đồng ạ. Giá 280 cả nhà ơi. Em sang con số 19 là một con dao bầu lọc này. Con bầu này là bầu bản 5 ạ. Lưỡi dài 20 cm, bản hộp khoảng 5 ạ. Một bên được đánh chấm chính và một bên được mài nhám này. Cây này mình sử dụng để lọc này, để thái lọc này. Giá của con dao này là 220 đồng ạ. Em sang con số 20 là một con dao em lên là một con dao phi lê này, phi lê đa năng.
Cái này lưới dài vào khoảng 21 bàn hoặc khoảng 3,5 ạ. Một bên cũng được đánh chống dính mà một bên được mái nhám này. Cán dài 11, được tán một đinh đồng và có khâu đồng ạ. Này, cái này mình sử dụng để cắt thái lộc này, nhặt rau củ quả này. Giá 220 cả nhà nhé. Còn cuối cùng thì em có lên hai con cắt tỉa này. Cái này lưới dài vào khoảng 15, bản rộng khoảng 2,5 cm, cán dài 11 ạ, được tán một đinh chốt ạ. Cái này mình sử dụng để cắt tỉa này. Giá của con dao này là 180.000 đồng cả nhà nhé. Em sang con số 20, cũng là con dao cuối cùng này, cũng là một con dao bé nhất trong số những cái con hàng của em hôm nay lên này. Cái này lưỡi dài 13, bản hộp khoảng 2,5 ạ, số rộng nhất này cả nhà nhé. Cả hai bên đều được đặt chống dính và có được đóng dấu logo của sừng rèn nhà em này. Cái này mình dùng để cắt tỉa hoa này, nhặt hành này, cắt hành này, nhặt tỏi này. Giá của con dao này là 150.000 đồng ạ. Tất cả các sản phẩm em báo thì đã bao gồm cả phí ship rồi cả nhà nhé. Đang em mời cả nhà mình ngắm lại dao của nhà em này. Nhà em có rất là nhiều mẫu, có cả dao thiết kế này, dao đi rừng này, dao bếp này. Nhà em chuyên thèn và xỉ lẻ tất cả các loại dao bếp, dao đi rừng, nhận đặt hàng theo yêu cầu ạ. Cả nhà mình xem ưng ý mẫu nào thì ủng hộ em nhé. Em cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều ạ. Em xin kết thúc video của em tại đây. Hẹn gặp lại cả nhà mình vào những clip về dao tiếp theo nhé. Chúc cả nhà mình lựa chọn được những cái con hàng thật là ưng ý ạ. Cả nhà mình nhớ đăng ký kênh để ủng hộ em nhé. Em chào tạm biệt cả nhà.